Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới mượn được cái máy Coolpix Nikon B900. Đây là một cái chiếc máy có một cái dải zoom rất là dài. Máy siêu zoom 2000. Đó. Bây giờ mình đập hộp và mở hộp. Okay. Đây cái hộp của chiếc Coolpix B900 đây. Ở đây thì mình thấy họ ghi là làm sản xuất ở Indonesia. Nhưng mà nhập khẩu thì Trung Quốc, ở trong mình thấy cũng là các hàng của Trung Quốc. Bây giờ mình mở hộp. Thẻ bảo hành chính hãng của Vic. Đây là cuốn sách hướng dẫn. Sạc pin qua cổng USB. Nhỏ gọn. Đây là cục pin. Tí nữa chúng ta sẽ bỏ vào máy coi thử nó như thế nào. Rồi, hộp máy chỉ có nhiêu đó thôi. Và đây là chiếc máy của chúng ta đây. Đây, chiếc máy B900 của chúng ta như thế này đây. Mới cầm thì chúng ta sẽ thấy là cái phần thân máy cũng mỏng và nhỏ gọn. Nhưng mà nó chênh lệch với lại cái kích thước của ống kính rất là to. Đó. Ấn tượng ban đầu của chiếc B900 đó là cái ống kính zoom 83x. Đó, 4.3 cho đến 357 ly. Nó sẽ tương đương với lại 24 đến 2000 mm trên cái máy có cảm biến full frame 83x. Và khẩu độ nó sẽ chạy từ 2.8 ở tiêu cự 24 và đến khẩu 6.5 ở tiêu cự 2000. Và ống kính có chống rung quang học. Ống kính chống rung quang học này Nikon cho biết là nó có hiệu quả ở 5 stop. Đây, tương đương với lại trên cái máy full frame là 24 đến 2000. Cảm biến của nó là có kích thước 1:2.3 inch và có độ phân giải là 16 chấm. Ở trên mặt trước của ống kính Nikon thì không có ghi các cái thông số trên cái phía trước mặt như là các ống kính khác như chúng ta thường thấy. Và cái vòng ở ngoài, cái phần vỏ bọc bên ngoài bằng nhựa. Ở trên này có một cái đèn tóc, đèn flash. Nó vươn dài ra phía trước. So với cấu trúc nó ôm dọc theo cái thân của ống kính như thế này. Chúng ta thấy là khi bật lên nó có một cái chiều cao khá là cao so với một cái chiếc máy compact bình thường. Có lẽ là do cái ống kính zoom này nó sẽ dài ra và người ta làm cho nó vươn cao lên để không có vướng khi mà chúng ta dùng đèn. Mặt hông bên này thì cũng có khe để cắm thẻ USB. Rồi bên hông bên phải chúng ta thấy có cái hiệu của kết nối NFC. Thì chiếc B900 này có thể kết nối với các cái máy thiết bị di động. Ở bên phải thì bên trái thì chúng ta sẽ thấy là cái G nhỏ thôi, không có gì. Đây, ký hiệu kết nối Wi-Fi ở đây. Bên tất cả các cái nút khởi động cũng như là vòng xoay các cái chế độ chụp và cái nút function để gắn cái chức năng bấm nhanh cũng như là cái vòng xoay để điều chỉnh các cái thông số nằm hết tất cả bên phải. Cái bán cầm nó sâu vào bên trong để cầm. Cái máy này có cái độ nặng là khoảng hơn 800 gram. Chúng ta cũng có thể cầm một tay, nhưng mà ở một cái tầm zoom dài thì có thể nó rung, cho nên là cũng phải cầm hai tay. Mặt lưng của máy chúng ta thấy là các cái thiết kế, các cái nút bấm nằm hết ở bên tay phải này. Và cái LCD lật ngang ra và xoay đa chiều để mà có thể chụp ở cái góc thấp hoặc góc cao khó, hoặc là tùy theo nhu cầu sử dụng khi mà chúng ta cần xoay cái LCD này hoặc là xoay lật ra như thế này chẳng hạn. Đó. Rồi ở đây có cái nút quay video. Cái B900 này có tính năng quay video HD và có thể quay ở tốc độ quay là 120 frame trên giây ở một cái độ phân giải thấp. Đó. Trên này thì chúng ta thấy có cái ống ngắm điện tử và có cảm ứng. Khi mà chúng ta nhìn vào đây thì nó sẽ tắt cái LCD này. Rồi. Ở dưới này cái máy người ta cũng ghi là sản xuất ở Indonesia đây. Mình thấy các cái máy khác thì là sản xuất ở Trung Quốc. Cái này thì mình thấy sản xuất ở Indonesia.
Rồi bây giờ chúng ta sẽ bỏ pin vào để khởi động máy cái thử là nó như thế nào. Rồi mình đã bỏ pin vào và khởi động máy thì bây giờ trước hết chúng ta sẽ coi cái điểm mà mạnh nhất của cái B900 đó là cái ống kính siêu zoom này nó sẽ hoạt động như thế nào. Ở đây chúng ta thấy là ngay cái đầu bán cầm mà cái nút gọi là nút chụp đó thì chúng ta sẽ dùng cái cần này để chúng ta zoom ống kính đó. Hoặc là ở ngay cái phần bên tay trái, ngay vị trí của ngón cái, chúng ta thấy có một cái nút để mà đưa lên đưa xuống để mà chúng ta zoom ống kính đó. Như vậy là có hai cái vị trí để chúng ta zoom kính tùy theo lúc mà chúng ta chụp đó, ngón cái bên ngay cái thân ống kính bên hông này hoặc là ngay cái cần này như là truyền thống đó. Rồi bây giờ ở tại cái tiêu cự rộng nhất của ống kính là 24, chúng ta sẽ zoom thử từ 24 nó ra đến 2000 và thử là mất thời gian bao lâu. Đó, zoom vào. Thử lại lần nữa. Đó, thì như vậy là thời gian nếu mà chúng ta đang ở tiêu cự 24 mà chúng ta zoom đến tiêu cự 2000 thì mất khoảng chừng khoảng 4 giây. Đó, kể cả hai cái nút này. Đó, ống kính nó như thế này, khi mà chúng ta zoom ra đến 2000 thì chúng ta thấy thân máy ống kính nó sẽ đưa ra rất là dài. Ở trước này thì là cái phi của cái filter này là 67. Cái máy thì nó sẽ không có cái hút để che loa che. Có thể là mình đổ hoặc là mua cái hút rời nào đó nó phù hợp với lại cái bánh răng này. Ở tại 24 thì tiêu cự 24 thì khẩu 2.8. Chúng ta sẽ zoom ra đến 2000 thì nó sẽ khép khẩu đến 6.5. Đó. Khi mà chúng ta zoom ở một cái tiêu cự dài như thế thì thường thường là cái tay nó sẽ có một cái độ rung, ảnh nó có một cái độ rung thì chiếc B900 này có chống rung quang học của ống kính thì nó sẽ có cái hiệu quả khoảng chừng 5 stop đó. Còn nếu mà chụp gần nhất thì theo như Nikon họ có cái thông số mà họ công bố đó là chụp được cái vật sát cái ống kính khoảng 1 cm. Rồi chúng ta thử đó, đây mình để cái nắp sát vô cái máy vẫn lấy nét và chụp được cái nắp. Ok, như vậy là chúng ta có thể dùng để mà chụp mà những cái vật cận cảnh macro hay là gì đó ở một cái khoảng cách cái ống kính một phân. Đó là cái thế mạnh của cái B900 này với cái ống kính này. Rồi, ở trên này cái vòng xoay nếu mà chúng ta bật qua cái chế độ sen thì sẽ hiện ra các cái chế độ mà họ đã làm sẵn, ví dụ như là chụp macro, chụp thức ăn, những cái hiệu ứng màu có sẵn, chụp mà tốc độ chậm, pháo hoa hay là phơi đêm. Ở đây nó có cái chụp mà backlight, chụp ngược sáng và chụp mà time-lapse, chụp time-lapse tự động, có nghĩa là chụp các cái chuyển động rồi sau đó trình diễn lại thành một cái clip, giống như là họ ghép các cái hình lại đó, chụp panorama. Tất cả những cái chế độ chụp có sẵn như thế này, giống như kiểu các cái điện thoại thông minh hay là những cái máy khác vậy. Còn ở cái chế độ effect thì có các cái chế độ chụp màu, high key, low key hoặc là những cái chế độ khác. Bên trong của máy thì chúng ta vào để xem một chút xíu cái chất lượng ảnh, cái thước ảnh đó, lớn nhất là ở độ phân giải 16 m thì có kích thước là 4600 x 3400, thước ảnh lớn nhất. Rồi nếu mà chúng ta kết nối cái máy ảnh này với lại các thiết bị cầm tay thì có cái chức năng gọi là kết nối bằng wifi. Ở đây thì chúng ta sẽ kết nối wifi bằng một cái nút bấm như thế này, họ sẽ search, nó sẽ search cái này và nó phát ra wifi. Sau đó chúng ta sẽ cài một cái ứng dụng nó gọi là Nikon Connect Mobile, chúng ta tải về trên cái điện thoại rồi sau đó sẽ kết nối và có thể lấy ảnh từ cái này ra điện thoại để mà chia sẻ ngay. Nikon đã vừa mới công bố một cái firmware mới, một cái phần mềm mới để những người mua cái máy này có thể update lên, đã được tinh tế công bố trên mạng đó, thì sẽ vào trong cái phần cuối cùng firmware version để chúng ta update cái bản phần mềm mới của Nikon để mà chữa một số lỗi
và tăng lên những cái hiệu quả tốt hơn cho cái B900 này. Đó. Giá của chiếc này công bố trên mạng là 600 đô. Mình có chụp thử một số ảnh cũng như là cái time lapse sẽ chia sẻ trong bài viết cho các bạn có thể xem ảnh và đánh giá cái độ nét cũng như là cái tầm zoom của nó như thế nào, độ sắc nét của cái zoom ở 2000 như thế nào. Xin cảm ơn các bạn.